Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2023, Hội Qua Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bốn hoàn cảnh như sau: một là chú Dũng, hai là chị gái, ba là chị Xíu, bốn là cô Lan cùng ở cây mắm Đầm Dơi. Với số tiền mỗi hoàn cảnh là 250.000 đồng. Đây là lần giao thứ 20 do nhà tài trợ Minh Khôi ở Sài Gòn tài trợ. Sau đây là lời phát biểu của bốn hoàn cảnh. Cảm ơn nhà tài trợ. Trong này có một hoàn cảnh là chị Xíu bệnh không đến nhận được nên nhờ con đến nhận thế.